Trong 6 tháng đầu năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh chỉ tăng 7%, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là mức tăng trưởng của 3 trong 4 ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố lại giảm mạnh theo báo cáo tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng được tổ chức vào sáng ngày hôm nay. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, trong 4 ngành công nghiệp chủ lực của thành phố chỉ có ngành điện tử, công nghệ thông tin là tăng trưởng trên 28%. Cao hơn cùng kỳ năm 2018. Tăng trưởng 3 ngành còn lại là cơ khí chế tạo, hóa nhựa, cao su, chế biến lương thực thực phẩm, đồ uống đều giảm mạnh. Trong đó, ngành cơ khí chế tạo 6 tháng đầu năm chỉ tăng trưởng 3%, trong khi cùng kỳ năm ngoái tăng trên 13%. Ngành chế biến lương thực thực phẩm chỉ tăng vỏn vẹn 1%, trong khi tăng trưởng ngành này cùng kỳ năm ngoái là gần 9%. Lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh lý giải cho việc sụt giảm này là do sản xuất xe động cơ trong nước gặp khó vì Việt Nam nhập khẩu nhiều xe từ khu vực ASEAN khi thuế về 0%. Bên cạnh đó, sự ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi khiến tiêu thụ các mặt hàng sản xuất từ thịt giảm, ngành chế biến lương thực thực phẩm gặp khó. Với ngành cơ khí, sự sụt giảm đến từ những khó khăn của các doanh nghiệp bất động sản khi không có dự án mới vì vướng nhiều quy định. Điều này ảnh hưởng đến ngành sản xuất thiết bị điện cung ứng cho các công trình nhà ở. Để khắc phục vấn đề này, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, các ngành phải tập trung tháo gỡ, giải quyết những khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp bất động sản. Đồng thời, nhanh chóng xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển 7 nhóm ngành công nghiệp chủ lực mà thành phố xác định.